Xin phép ông, nãy giờ ông nói thì cũng quá hay, thì nói cho cô bác thì để bác Tâm là ăn chay niệm Phật thì trong cái dịch bệnh rồi vừa qua đó thì ông đã nói rồi, nhưng mà còn cái chặng này mà nghe nói trong Đức Thầy nói cái chặng này ghê quá mà tôi cũng chưa hiểu cái phần này ông Chính. Ông giải giùm nghe cái phần này con Chính. Cái câu mà nói là thầy nói là lao sao bể bắt non tầng, quân phiên tam báo xa gần cũng qua, tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thầy phơi, mà giành giật là ai giành giật, mà quân phiên là như thế nào? À, nhờ ông quân giải. Phiên đó, có người nói không, quân phiên là quân là Trung Quốc, có người thì nói quân phiên là quân phiên là tức là thằng Pháp. Thành ra mấy cái này mình cũng chưa rành, mình cũng chưa có kinh nghiệm qua nữa. Thành rồi, ra bây giờ quân phiên tâm báo xa gần cũng qua, tranh phân ai là tranh phân? Tranh phân tức là cái thời kỳ đó đó, chiến tranh nó qua, nó đánh với mình nè, nó qua nó giành giật là với mình nè, tới năm nước lận, chứ không phải là hai nước, nhưng mà cái thời kỳ cái lúc đó là có hai nước nó đánh đó, nhưng mà mình cũng chưa có kinh nghiệm câu này, thành ra chưa có dám giải. Cùng nhau giành giật mới là thê phơi, là sau này nó có không? Có chứ, cái có đó là cái có 18 nước, 17 nước sau, 17 nước nó qua xâm chiếm đi Việt Nam mình, nó đánh tại cái vùng núi Cấm nè. Đó, bây giờ bữa nay á, cái câu đó là tôi không có chưa có bây giờ vậy là ông Chính nói tiếp cái vụ 18 nước đi ông Chính. Rồi bây giờ muốn 18 nước, tôi nói 18 nước nè. Bây giờ 18 nước đó thì đây là nói theo lời di ngôn của Đức Phật Thầy Ra An. Đó, mình dựa vô đó mình nói. Thì Đức Thầy cũng nói đó là còn một nạn chiếu manh giành xé. Còn một cuộc chiếu manh giành xé khắp hoàn cầu éo ré một nơi. Đó là khắp hoàn cầu này á, 18 nước nó vô về một nơi, là một nơi nước cấm. Đó là cái trận sau cùng. Trận đó nữa là sau cùng, không còn giặt giá nữa đó. Là Đức Thầy về mới thâu ngũ hành. Thôi bây giờ mình nói có đầu có đuôi đi. Đó. Bây giờ đó, Đức Phật Thầy Gia An Ngài có tương tri, Ngài nói là chừng lập hội nổ ba tiếng sấm, các đá bài núi lở tan tành, nơi thất sơn có một cái thành, thầy trời sắp sẵn để giành lập hồi, đủ thành trì bốn bên ngoại nội, cùng pha ri rực rỡ sáng ngời, có tư linh chầu chực ngôi trời, cho Minh Chúa ra đời sửa trì, đất Nam Việt có ngôi báo gì, năm châu này chỉ một nơi đây. Một nơi đây là một nơi nào? Chỉ có một nơi đây là cái đất nước Việt Nam mình mà có được, mà tại miền Tây Nam Bộ là tại núi Cấm mới có thôi. Đây dài ra đất nước Việt Nam, đây chính là Hà Nội, là mấy trăm cái núi, nhưng mà không có núi nào được, chỉ có núi Cấm mới có đền vàng đi ngọc thôi. Đó là trời Phật lập đền đài ngọc để cho vua Minh Dương ngự sau này. Đó là mình nói câu này là gian danh với bốn biển năm châu thế giới luôn, không có nước nào có hết, chỉ có nước Việt Nam mình có thôi. Đó. Có tứ linh chào trực câu trời, tứ linh đó tức là bốn loài linh. Bốn loài linh đó là Lâm, Lân, Quy, Phụng. Bốn loài này đó là từ cõi tiên sắp lên mới có, chứ cõi phàm mình là không có. Nó Lâm, Lân, Quy, Phụng. Có tư linh chầu trực ngôi trời, cho Minh Chúa ra đời sửa trì, đất Nam Việt có ngôi báo gì, năm châu này chỉ một nơi đây, cờ Quỳnh Long cao thấu chân mây, khắp bốn biển đồng Tây đều thấy. Xin chia sẻ với bà con này khúc chỗ này một chút. Đó là cờ Quỳnh Long cao thấu chân mây, cờ là cây cờ, rồi có cái lá cờ, một lá cờ chảnh, rồi chữ Quỳnh đó là màu vàng, Long đó là rồng,
là có con rầm màu vàng, nó quấn dưới quấn dài lên cột cờ đó, mà ông nói cuộc cờ Quỳnh Long cao thấu chân mây, là cao tuốt gần chân mây á. Rồi trên cái cột cờ có cái viên ngọc phổ lư, nó để trên cột cờ đó, rồi mới chiếu sáng đó, nó một còn một cuộc chiếu manh, chữ chiếu là sáng, chiếu manh là tủa ra, tức là cái viên ngọc này nó tủa cái ánh sáng ra là một vùng rộng lớn như vậy, rồi năm châu bốn biển mới thấy cái ánh sáng này mới đi vô đó. Đi vô thì thấy cái, trong này có đền vàng đi ngọc quá xá rồi, bằng lưu ly pha lê sa cừ mã não xích châu sa ngô hổ phách bảy thứ báo quá xá rồi, nó thấy vậy có nó về, nó dẫn đại hùng binh nó qua, anh đem là vũ khí tối tân nó qua 17 nước nó kéo qua hết đó. Bây giờ nó đây tới 17 nước, bây giờ tôi xin chia sẻ với bà con là trong dòng Thất Sơn thì bây giờ để chia cho, để nói về Thất Sơn là bãi núi ha. Để nói dùng bãi núi thì mình nói qua bãi núi đi, cái đi rồi mình qua chia sẻ qua cái kia, mình chứng minh qua bãi núi là núi nào đó, là trong vùng bãi núi mình mà tại núi Cấm mới có đền vàng địa ngọc. Cái này tôi cũng đó, bây giờ á, núi Cấm á, là thường thường ta gọi là năm non bãi núi, năm non mà non nào với non nào thì bây giờ chia sẻ bà con á, là non tức là cái dồ, là năm cái dồ, một là dồ đầu nè, hai là dồ thiên tế nè, ba là dồ cây quế nè, bốn là dồ bồ hông nè, năm là dồ ong bướm, đó là năm non đó. Còn bãi núi á, là một là Liên Hoa nè, Liên Hoa Sơn là núi tượng nè, Thủy Đài Sơn là núi nước nè, Anh Vũ Sơn là núi cát nè, Ngũ Đài Sơn là núi dài năm giếng nè, Thiên Cẩm Sơn là núi cấm nè, Ngọa Long Sơn là núi rồng nằm nè, Phụng Hoàng Sơn là núi ông tô nè, đó là năm non bãi núi. Còn nói về á, là 18 nước á, thì trong cái quyển đồ thư mất Đức Bổn Sư cũng có nói là ngày sau còn có 10 có lập lại là còn có 18 nước. 18 nước đó là một là Canada nè, là gia nã đại đó, hai là Mỹ nè, ba là Mễ Tây Cơ nè, bốn là Argentina nè đó, năm là nước Anh nè, sáu là nước Pháp nè, bảy là nước Đức nè, tám là nước Nga nè, chín là Italia là nước Ý, mười là Do Thái, 11 là Ba Lan, 12 là Indonesia, 13 là Đại Lợi, Úc Đại Lợi đó, 14 là Tân Tây Lan, 15 là Philippines, 16 là Trung Hoa, 17 là Nhật Bản, 18 là Đại Nam Quốc, tức là Việt Nam mình. Đó, nước Việt Nam mình nữa là dân tộc, thí dụ như 1 tỷ người đi, nước mình được 1 tỷ thì các nước kia, 18 nước kia nó có 500 triệu à. Nó nhỏ phần nửa nước mình, bởi vì sau nước mình á làm nước Đại Bang đó, nước Đại Bang thành ra nước mình lớn rồi, nó là mà mấy là xưng thần, mà hàng năm qua cống lễ một lần đó 18 nước nó qua đó. Bây giờ nói tới là cái cờ rồi dành ra thấy cái ánh sáng vậy nó mới qua, đem súng đồng tàu sĩ mới bay được, nó qua nó quánh á. Thì bây giờ đọc thêm chút nữa đi, mới thấy thêm chút nữa. Cờ Quỳnh Long cao thấu chân mây, đó cờ đó là từ ông Cấm mà chót đuôi tới là Châu Đốc đó, nó lao cờ bài chấm tới Châu Đốc. Khắp bốn biển đồng tây đều thấy, cả vạn quốc nước nào chúa nấy đồng kéo vào nơi ấy chiến tranh. Bác quái thành tiếng nổ liên thanh, trái bom nổ rung rinh mặt đất. Nga Anh Mỹ đồng minh lớn mặt, Đức Ý cùng chú Nhật to gan. Cái chết coi xem rất nhẹ nhàng, trong giây phút thay nằm chật đất. Đó, trái bom nổ rồi là thay nằm chật đất. Giọt máu kia chảy ra như suối, đến
tận nơi là buổi cuối cùng. Lúc quốc tranh nhiều phép lạ lùng, lớp trên cõi không chung hỗn chiến. Không chung hỗn chiến lại là bàn môn tà đạo cũng là ông chúa, chứ bà với đánh với thần với tiên, đó là trên nữa hư không hỗn chiến. Còn tàu lặn thủy trầm lưng nơi biển, dưới đất thì có điển bao dân, giờ là cùng với xe tăng binh bị, đó là giặc phàm. Đó, giặc phàm nó quánh với nhau là chúng sanh quánh nhau, còn tiên với thần với là ngũ long chúa là đánh nửa lần. Đó, quánh đứa tử rồi, cái bơm nổ tôi kể đọc nãy đó là chết, là xây nằm chặt đất. Chặt đất là cứng người ta luôn, nằm chồng chồng lên mới kêu làm chặt đất, không có pha chỗ trống mà. Đó, rồi á, rồi tới khi đức thầy chết, thấy chết quá chết rồi, đức thầy mới về thông ngũ hành. Thì đức thầy về thông ngũ hành đợi đó, thì ông bà thới á, ông mới cho biết rằng đến đâu súng nọ đá nổ mà súng chay, nó cho già trẻ gái trai hay mừng. Thì lời kỳ nó là đá nó nổ lên đó mấy lò lên lộ ra đền vàng đi ngọc, còn súng chay là xăng không còn phát quả nữa, thành ra súng nó chay nó không có nổ. Mà đức thánh ngài thấy biết rồi, mà ngài là còn than, ngài mới nói cái cảnh này, ngài mới nói sao mà trời ơi ha, ngài mới than trời ơi sao ó biến bay cá kia, xe kia biến lội mà tại ai xe ngừng, súng sao chẳng nổ không chừng, chư ban thập bát ngập ngừng ngẩn ngơ. Tức là trời ơi sao ó biến bay, tức là không xăng không có quả thì máy bay không còn bay được. Rồi là xe kia bước chạy, tức là xe tăng là chúng xăng không có quả, tức là xe tăng không chạy được. Rồi có chỗ nói trời ơi sao ó biến bay, cá kia biến nội lội khổ này mới ăn. Cá kia tức là chỉ cho tàu lặn, xăng không có phát quả nữa, tàu lặn cũng không có máy bay, tàu lặn gì xe tăng gì cũng không có hoạt động được hết, ngưng hết. Rồi súng bắn cũng không nổ. Đến đâu ông bà thơm nói đến đâu đá nổ súng chay, nói cho già trẻ gái trai hay mừng, là tất nhiên là từ đó tới sau là không còn chiến tranh nữa, chấm dứt chiến tranh luôn. Đó là cho mình mừng là không còn chiến tranh chết chóc để mà dân tộc dưới thế giới này đổ máu nhau nữa. Đó, ông mới nói gì, chứ nói cho già trẻ gái trai hay mừng. Đó thì bây giờ nó qua mà nó tính là thấy cái đền vàng địa ngọc như vậy, bằng vàng ngọc không, nó qua đem vũ khí qua rồi quánh. Nhưng mà bây giờ thầy Ngô Thông Ngũ Hành nó không quánh được, không có còn nổ được, súng bắn không nổ được, thì nó phải đầu hàng thôi. Đó, lúc đó nó mới đầu hàng. Đó, nó đầu hàng mình rồi thì là lúc đó đức thầy mới trả lời định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Đó, trong đất nước Việt Nam mình cũng được yên bình, mà thế giới cũng được yên bình. Rồi đến đó đó thì là yên bình rồi thì là đến đó đó ông ba thới ông mới nói nước Nam như thể cái lầu, ngày sau các nước đâu phục, thấy không, 17 nước kia qua phục tùng hàng năm á, năm nào cũng qua cống lễ, qua chầu Thánh Dương. Đó, rồi ông ba thới ông cũng nói thêm đó, nước Nam như thể cái chùa, ngày sau các nước bốn mùa vô ra, là vô ra mẫu dịch bằng ăn với mình đó, bốn mùa nó vô ra. Nhưng mà nữa đó, nó qua là nó phụng Việt Nam mà dữ lắm, nó không dám nhúc chích gì Việt Nam một cái gì hết trơn á, nó thận thảo mà ăn vậy thôi. Mà chừng đó, đó thiên hạ thái bình rồi, mình với nó cũng thương nhau, nó cũng thương mình cũng thương nó, cũng hòa đồng hòa nhã như thế giới này là yên bình thịnh trị hết trơn, chứ không có ai nghịch lẫn, không có ai chiến tranh, không có ai đó khác, không ai khổ, không có ai bệnh dịch chết như vậy nữa. Đó, đức thầy định ngôn phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang là hết. Nhưng mà nói đó là nó cũng sao, còn lúc này nè bàn môn tà đạo nó quánh với chư thần nè. Đó, bởi vậy á, đức thầy nói cái câu mà hổ lang ác thú muôn bày, lớp bay lớp chạy sau này đa đoan, ai mà ăn ở nghênh ngang đón đường nó bắt xé tan xác hồn. Đó,
sự thật báo nói với bà con như vậy nè, cái này tôi nói thiệt chứ không phải nói dốc đâu, không phải hù bà con đâu. Thì thầy nói đó, ai mà là nó đón đường nó bắt xé tan xác hồn đó, nó ăn xác mà hồn tiêu luôn, không còn đầu thai nữa đó. Mà thầy nói thêm ba câu nữa nè, chữ rằng quả phước vô môn, đáo đầu rồi cũng xác hồn tiêu tan đó. Phải tôi nói ra là không, đó là đức thầy nói là cái người hung nữa sao tiêu hồn xác không còn đầu thai nữa đó. Mà đạo thai á, hồi trước tới giờ á là đạo thai đi trong sáu đường lục đạo, mà xin trình bày về sáu đường lục đạo với bà con. Sáu đường lục đạo đó, một khi mình chết rồi linh hồn mình phải do vào đường số một là nhất đạo linh hồn cư sĩ, linh hồn phải đà làm nước 2000 năm. Nhị đạo linh hồn cư thổ, tức là linh hồn phải đà làm nước 2000 năm. Tam đạo linh hồn cư kim thạch, linh hồn phải đào thai làm vàng đá 2000 năm, đó là 6000 năm, phải không? Ba đường 6000 năm. Rồi tứ đạo linh hồn cư thảo mộc, là cây cỏ nữa, 2000 năm nữa là 8000 năm. Rồi ngũ đạo linh hồn mới cư sanh vật mới đào thai lên loài thú. Rồi thú là 5 đường là 10 năm rồi, phải không? Rồi lục đạo linh hồn cư nhân thể, và loài đó nó mới tiến quá lên là thành người. Đi vào 6 đường lục đạo, nó đi từ cấp, mỗi một cấp là 2000 năm, cấp 2000 năm. Bởi vậy thầy có nói đó, chớ mong yến thử ấm hà 10.000 năm lẻ. Ờ, 10.000 năm lẻ có nhà đâu con. Đó. Rồi á là cái đạo thai lên đó rồi mới làm thai làm người mới sống. Đó. Còn đi trong đó là 6 đường lục đạo. Đó là nó đi từ vậy quê, mà từ cái cây cỏ bùn đất nước rồi cây cỏ lên tới con người á, thì con người đâu có phước đức gì đâu. Đào thai con người lên cõi đó là còn u mê, không có giàu được, khổ cực lắm. Bây giờ thú lên người làm sao mà có phước đức gì đâu. Thành ra ông thấy người nào mà mình mà nghèo thì thấy cái người đó là kiếp trước ít tu đó. Tu mà tu ít thì ra không có bố thứ nhiều, thành ra mới nghèo. Chứ cái người nào mà hồi trước kiếp trước ta có tu hành có bố thí rồi nhiều đó, bây giờ kiếp này mới giàu đó. Tôi nói đây cũng căn cứ vào giảng xưa mà ông nói, bởi kiếp trước có tu nên kiếp này mới giàu, rồi giàu rồi sung sướng lại quên sao, sống lo bòn mót tham nhiều quá thì chết có mang theo được chút nào, thấy không? Đó thì bây giờ á, mình giàu rồi kiếp trước mình hưởng cái kiếp trước cấp tu hành với bố thí rồi là mình không kiếp này không làm phước thì kiếp sau nghèo lại đó. Và giảng xưa cũng nói nè, bởi kiếp trước mở hồ bao bố thí nên kiếp này mới địa vị giàu sang, địa vị là mấy người quan tướng đó, làm quan làm tướng chức quyền đó. Rồi giàu sang là cái người là ít hơn cái phước ít hơn chút nữa là giàu sang. Rồi kiếp này mà bọn sẻn tham gian, mà kiếp này hưởng kiếp xưa mà kiếp này là giàu có, mà thấy người nghèo không biết thương không biết giúp đỡ thì tất nhiên kiếp này mình không có trồng cây lành thì kiếp sau mình đói rồi. Ha, đâu có phước đâu mà giàu nữa. Thành ra như vậy đó, mình nói cho biết cái lý vậy đó. Thành ra bây giờ phải lo tích đức làm phước làm lành rồi kiếp sau mới có giàu được. Bây giờ không có trồng cây thì sao đâu có trái mà ăn. Đó, kiếp trước trồng cây kiếp này mới có trái ăn nè, mà giàu sướng sang sung sướng rồi không có trồng cây nữa thì kiếp sau đâu có trái đâu ăn, là đâu có giàu nữa. Vậy đó. Đó, rồi cấp này đó, chính tín đồ Phật giáo hòa hảo. Mà thầy nói vậy mà có người nói tôi là không có tin. Cọp beo hùng quấn trong non trong núi rừng, người ta bắt không có đủ mà ăn nữa, có đâu mà tới muôn bày. Thấy không? Tôi nói ông hiểu sao cái đó là cái ý của chúng.